Xin chào các bạn, ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn hòa âm một bài hát. Ở đây các bạn nhìn trên màn hình sẽ thấy một cái bảng hòa âm. Thì chúng ta có rất là nhiều cung, 14 cung. Tôi chia ra là cung trưởng và cung thứ. Thì đây tôi xin giới thiệu các bạn cung trưởng trước. Cung trưởng thì các bạn nhìn vào cung trưởng, cung đô trưởng. Bình thường chúng ta thường hòa âm một bài hát với ba hợp âm chính, người ta gọi là hợp âm cơ bản hay là canon. Thì theo tôi nghĩ nó rất là đơn giản, đúng theo tên của nó, và nó sẽ làm cho bài hát chúng ta nghe nó rất là nhàm chán, không được phong phú. Thì ngày hôm nay tôi hướng dẫn cho các bạn thêm vào đó là những hợp âm phụ phù hợp với cung đô trưởng này. Thì ở cái bảng này tôi đã soạn ra thì các bạn có thể tham khảo. Thì bình thường với những âm cơ bản thì chúng ta có chủ âm là đô trưởng, pha trưởng là thượng âm, và son bảy là át âm. Át âm ở đây nó có xu hướng chạy về hợp âm chủ rất mạnh. Nhưng tôi thêm ở đây là những hợp âm phụ. Thì các bạn có thấy là nó quá trái ngược với cung trưởng của mình không ạ? Trưởng thì thường nó ít khi phải gặp những âm, phải thêm vào những cái âm phụ này, nghe nó rất là buồn. Các bạn thấy là cái cung thứ của chúng ta là cung nó buồn. Thì những cái hợp âm này ở đây nó sẽ giúp cho bài hát chúng ta nghe êm tai hơn, nhẹ nhàng hơn và phong phú hơn về hợp âm. Thì tí nữa đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn viết hợp âm cho một bài hát. Đây là cái bảng mà tóm tắt của tôi. Tôi đã tóm tắt. Ở đây tôi có giới thiệu với các bạn một số cái cách bấm của những hợp âm khó, hợp âm lạ. Rồi tôi có làm những cái công thức để thành lập những hợp âm, chẳng hạn như hợp âm 7, hay hợp âm thăng, hợp âm giáng, hay hợp âm sớt 2 hoặc sớt 4. Thì các bạn có thể theo dõi ở cái bảng này. Ai mà muốn có một cái bảng tóm tắt này, cái bảng thành lập âm âm này thì xin inbox Facebook của tôi hoặc là nhắn tin cho tôi qua cái trang YouTube này. Rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể hơn vào một âm pha trưởng để viết hợp âm cho một bài hát. Thì để nhận diện ra cung đó là cung gì thì tôi có ghi chú bên cạnh những cái cung theo cái tên hợp âm của nó. Thì các bạn nhìn đấy, ở đây pha trưởng thì thường nó có một giáng, hoặc là rê thứ thì thường nó có một ra giáng. Và để đi vào bài hát thì nó sẽ cụ thể hơn. Rồi các bạn xác định dùm tôi nha. Cái bài này chúng ta nhìn thấy đồ pha và kết thúc bằng nốt pha. Rồi thêm dấu hóa của chúng ta là có nốt si giáng nữa, thì chắc chắn đây là một bài pha trưởng chứ không phải là bài rê thứ, các bạn lưu ý nha. Rồi chúng ta ghi lại pha trưởng, cung cơ bản của nó thì có si giáng trưởng và đô bảy. Hợp âm phụ của nó gồm có là rê thứ, son thứ và la thứ. Rồi bây giờ tôi cùng với các bạn sẽ thực tập viết trên hợp âm trên bài này. Các bạn lưu ý là khi có bè thì chúng ta càng dễ xác định hơn hợp âm, vì hợp âm của chúng ta cấu tạo gồm có 3 nốt mà ở trên đây nó đã có 2 nốt rồi. Nhiệm vụ của chúng ta là đi tìm nốt còn lại để tạo ra một cái hợp âm cho một ô nhịp. Các bạn lưu ý là tất cả các bài hát chúng ta phải viết hợp âm rơi vào nhịp mạnh của nó, thì cái bài hát của chúng ta nó hát nó với đúng nhịp, đúng tiết tấu. Tránh trường hợp rơi sai nhịp thì sẽ làm cho người hát rất khó. Và tránh trường hợp ghi sai hợp âm vào cái bè. Rồi bây giờ chúng ta xác định nha. Ngày xuân, hai nốt này, nốt la và nốt pha, thì đúng cung trưởng của chúng ta là pha trưởng. Rồi tiếp theo, chúng ta lại thấy nốt la và nốt pha tiếp, nhưng mà dòng nhạc đang đi xuống. Các bạn, trong hợp âm rê thứ của chúng ta
có nốt la và nốt pha đủ điều kiện. Tiếp tục chúng ta đến với ô nhịp tiếp theo. Ở đây chúng ta lại gặp lại nốt pha và nốt đô, thì chắc chắn rê thứ không phù hợp. Chúng ta phải quay lại pha trưởng. Rồi tiếp theo, các bạn lưu ý đừng để trùng hợp âm, nó rất là phí khi chúng ta hòa âm một bài hát. Ở đây chúng ta thấy nốt đô và nốt pha, nốt la. Thì tiếp theo ở đây nữa là nốt pha, thì có phải nó hình thành ra hợp âm pha trưởng không? Mà chúng ta để thay thế, chúng ta sẽ đưa hợp âm la thứ vào. Rồi tiếp theo lại là hai nốt đó tiếp, chúng ta lại trở về pha trưởng. Rồi các bạn thấy ở đây có một cái dấu hóa bất thường làm cho nốt si không còn dáng nữa, thì đúng công thức của chúng ta có son thứ. Thay vào vì son thứ, chúng ta sẽ bấm son trưởng, và tiếp theo chúng ta đẩy mạnh lên cao trào lên thành đô trưởng. Rồi các bạn xét tiếp theo nhé, đô trưởng, nốt pha và nốt rê, mà cái dòng nhạc đang đi lên mạnh mẽ như vậy, chúng ta không thể nào xài rê thứ, vì thế chúng ta sẽ xài si giáng trưởng đủ điều kiện. Si giáng trưởng gồm có pha, si và rê. Rồi si giáng trưởng và tiếp theo càng mạnh nữa, dòng nhạc đang đi lên cao trào, chúng ta tiếp theo cho đô trưởng vào. Các bạn sẽ làm cho bài hát nó nhẹ nhàng nữa, để chúng ta quay lại chữ đời là la thứ nhé. La thứ hợp âm gồm có ba nốt la đô mi. La thứ lại nhẹ nhàng với chữ khúc nữa. Chúng ta có son và có rê, thì ở đây chúng ta bắt buộc phải cho son thứ vào. Rồi trở về pha trưởng. Tôi đã nói với các bạn là có bè chúng ta xác định hợp âm rất dễ. Đô và son thì chắc chắn chúng ta sẽ xài đô. Mỗi ô nhịp các bạn thấy không? Không có trùng hợp âm thì bài nhạc nghe rất là phong phú. Rồi mới chào mùa xuân mới, các bạn đã thấy ở đây nó gần như là ngắt, nó hết ý nhạc của cái phần điệp khúc rồi. Chúng ta về lại chủ âm. Thì tôi đã nói để về chủ âm hay ấy, các bạn lưu ý cho đô về 7, vì lý do đô 7 có sức hút trở về chủ âm rất mạnh. Rồi tiếp theo nhé các bạn, ngày xuân lại y như dòng nhạc lặp lại bên đầu, và chúng ta có thể lặp lại những hợp âm đó. Các bạn về cuối rồi không đắn đo gì cả, chúng ta cho về đô 7 ngay để về chủ âm nghe rất là ấn tượng. Rồi về đây thì là nốt đơn, không còn là nốt đôi như trên đây nữa. Thì chúng ta nhé, nghe dòng nhạc pha trưởng, chúng ta hạ xuống rê thứ để cho nó êm ả lại. Nguyện nhẹ nhàng nữa là thứ. Và chúng ta trở về pha. Rồi lại đô. Mạnh. Các bạn cứ đi cùng bộ á, đang mềm mại, mạnh mẽ dần dần lên. Rồi tiếp theo chúng ta lại pha. Lại đô. Đủ điều kiện của nó. Pha này. Có thể la cũng được, có thể rê cũng được. Rê thứ cũng được, có thể đô cũng được, có thể la thứ cũng được. Đây là tôi ví dụ các bạn, tùy theo cái cảm nhận âm nhạc của mỗi người, chúng ta có thể có một cái cách phối khác nhau. Nhưng mà điều kiện ở đây là phải phù hợp với cái nốt của nó, đừng quá dập khuôn theo cái vòng cơ bản. Khi tôi đã giới thiệu với các bạn một bài pha trưởng ba hợp âm chính và ba hợp âm phụ giống như tôi nói ở trên này, thì nếu như chúng ta viết nó đúng nốt và đúng hợp âm phù hợp với cái nốt đó, thì chắc chắn của bài chúng ta nghe không bị ngang mà nó rất là hay, và chúng ta có thể thay thế nó rất nhiều. Rồi chúng ta chọn chơi pha trưởng này, la thứ mềm mại hơn.
lại pha trưởng, đô trưởng, xi giáng trưởng. Và kết này các bạn thấy, chúng ta về đô 7 ngay, để nó xu hướng nó về pha là rất là tuyệt vời. Rồi xin cảm ơn các bạn. Chào tạm biệt các bạn.